Ngày 4 tháng 4 năm 2011, cụ Hy Hà Vũ, đứa con ruột của vô sản chuyên chính, bị đưa ra tòa kết án tù 7 năm, thêm 3 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối lập mà bị thanh lọc và trừng trị là một điều hết sức thông thường tại Việt Nam ngày nay, nhưng bản án của Hy Hà Vũ lại là một hiện tượng kỳ quái mọi rợ còn sót lại trong sinh hoạt cộng đồng nhân loại văn minh, tiến bộ và giàu nhân phẩm như hôm nay. Anh cụ Hy Hà Vũ, đọc lời phát biểu của anh, tôi vô cùng xúc động, kính trọng và tin rằng anh là một người Việt Nam yêu nước chân chính, anh tranh đấu vì lương tâm ngay thẳng. Anh nói, ở Việt Nam hàng nghìn đời nay, đã có hàng triệu triệu con người hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì công lý, vì đạo lý của người Việt Nam. Cho nên, nếu tôi có bị người ta đụng đến, thậm chí bắt hay giết, đối với tôi chuyện ấy nhỏ như hạt cát, thậm chí không bằng hạt cát so với lịch sử dân tộc, lịch sử yêu nước của người Việt Nam. Chúng tôi chọn đứng phía bên anh. Những kẻ đang cầm quyền bất chính phải sụp đổ. Anh cụ Hy Hà Vũ, anh được sinh ra trong nôi chuyên chính, nhưng được thăm tự do bên Paris, nên anh quý tự do vô cùng. Anh dám hy sinh tất cả, anh chịu mất trắng tay, anh chấp nhận tù đầy, anh là người tự do. Ai yêu tự do hãy đứng về bên anh, ai yêu tự do hãy tranh đấu cùng anh. Ai yêu tự do hãy đứng về bên anh, ai yêu tự do hãy tranh đấu cùng anh. Anh cụ Hy Hà Vũ, anh được sinh ra trong nôi chuyên chính, nhưng được thăm tự do bên Paris, nên anh quý tự do vô cùng. Anh dám hy sinh tất cả, anh chịu mất trắng tay, anh chấp nhận tù đầy, anh là người tự do. Ai yêu tự do hãy đứng về bên anh, ai yêu tự do hãy tranh đấu cùng anh. Ai yêu tự do hãy đứng về bên anh, ai yêu tự do hãy tranh đấu cùng anh.